Chị xin mời bạn cho tất cả các em. Hôm nay thì chị đã đưa ra một quyết định rất táo bạo, đó chính là chị sẽ qua nhà anh Tiểu Thú sống. Đó là sự thật, các em không nghi nhầm đâu. Nhưng mà chị sẽ chỉ sống ở đây trong khoảng thời gian là 24 giờ và phải sống ngoài ban công. Đây cũng là thử thách do anh Tiểu Thú đặt ra. Lúc đầu thì chị thấy rằng thử thách này không có gì hay ho cả, bởi vì ngày xưa chị cũng đã từng đặt ra thử thách này cho anh Tiểu Thú rồi. Sau đó chị sẽ thả đồ ăn từ trên xuống. Nhưng mà sau khi nhìn số đồ ăn mà anh Tiểu Thú chuẩn bị thì chị thấy rằng thử thách này cũng khá là thú vị, cho nên chị chấp nhận lời mời tham gia thử thách của anh Tiểu Thú luôn. Lần này thì anh Tiểu Thú cực kỳ có tâm luôn. Anh ấy đã chuẩn bị cho chị một cái thảm lót sàn này, hai cái chăn và thêm một cái gối, tất cả đều thơm tho sạch sẽ. Ta-da! Ở đây còn có rất là nhiều đồ ăn này. Với số đồ ăn này thì chị nghĩ rằng chị có thể vượt qua thử thách 24 giờ một cách dễ dàng. Bên này là những đồ dùng thiết yếu giúp chị có thể sinh tồn ngoài ban công. Đây chính là góc ban công nơi chị sẽ thực hiện thử thách. Nhìn bên ngoài thì nó khá là nhỏ, nhưng mà thực sự nó nhỏ thật. Nếu mà ngày xưa khi mà chị mập thì chắc chắn là chị sẽ không vượt qua thử thách này đâu. Nhưng mà bây giờ chị khá là gầy rồi, chỉ còn khoảng 47kg thôi, cho nên chị nghĩ rằng mình có thể sống thoải mái ở đây. Wow, bây giờ ở ngoài trời còn khá là nóng, mặc dù đã là buổi chiều rồi và bầu trời cũng không hề nắng luôn, bởi vì trời sắp kéo mây mưa đó. Nếu mà thực hiện vào buổi trưa thì chắc chắn là chỗ này sẽ rất là kinh khủng. Nó không chỉ nắng bởi bầu trời mà nó còn nắng bởi cái này đây này các em. Đó, nó rất là nóng luôn. Cái này chính là cục nóng máy lạnh nhà anh Tiểu Thú. Ở bên phòng của anh Tiểu Thú mát bao nhiêu thì ở ngoài này nó nóng mấy nhiêu. Nhưng mà chị tin tưởng chị sẽ vượt qua thử thách này. Anh Tiểu Thú có tin tưởng điều đó không? Không. Anh Tiểu Thú lúc nào cũng mất niềm tin vào chị, trong khi chị là bạn thân nhất của anh Tiểu Thú. Bạn như vậy là không tốt tí nào. Đầu tiên thì chị sẽ làm một cái mái che, giống như kiểu là mái của một cái túp lều vậy. Đây là cái chăn của anh Tiểu Thú. Anh ấy đã sử dụng, đã đưa cho chị để chị có thể làm mái của lều. Nhưng mà hình như nó có vẻ khá là ngắn. Nó ngắn quá thì phải. À, chiều này xem có vừa hay không. Anh Tiểu Thú đúng là làm khó chị mà, bảo chị làm mái thử cái này. Chị đã hoàn thành xong phần mái nhà, nhưng mà cái mái nhà này hơi vướng, cho nên chị sẽ vắt nó lên trên. Chị thấy rằng cái mái này rất là tiện lợi luôn. Nếu mà nắng chiếu vào đây thì chúng ta sẽ thả xuống, mà nắng không chiếu thì sẽ vắt lên cho mát. Bên này cũng thế, nắng chiếu thì hạ xuống, còn nắng không chiếu thì chị nhấc lên như thế này cho nhà của chị có gió trời. Bây giờ thì chị sẽ mang đồ từ bên trong ra để hoàn thiện cho ngôi nhà của mình. Ngôi nhà này khá là đơn giản nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp mắt đúng không em? Toot 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 to
Sau một hồi tất bật thì chị đã trang trí cho ngôi nhà của mình bằng rất là nhiều đèn. Chị hy vọng rằng buổi tối khi mà chị bật những bóng đèn này lên, căn nhà của chị sẽ trở nên lung linh huyền ảo. Bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá thử xem là anh Tiểu Thư đã chuẩn bị gì cho chị ăn nhé. Và cái này là chị rất là thích luôn. Anh Tiểu Thư đã chuẩn bị cho chị một gói mì này, sữa cun này, các loại bánh kẹo, xúc xích. Ở đây hình như là một cái tô để pha mì. Wow, bên trong đây còn có một gói mì nữa này. Wow, có cả gói muối nữa. Gói muối này mà chị ngồi chấm trái cây ăn thì ngon phải biết. Sau đó là chúng ta có các loại bánh ở phía dưới đây. Wow, bánh gì đây mà nhìn ngon vậy anh Tiểu Thúi? Giống như kiểu bánh bông lan hả? Giống y như là bánh sinh nhật vậy á. Không biết ăn có ngon bằng không. Sau đó, cái này là cái gì đây? Lần đầu tiên chị thấy luôn. Anh Tiểu Thúi, không biết, tí nữa thì chị ăn chị sẽ biết. Còn cái này chị biết. Hôm trước thì chị cũng đã ăn rồi. Đây là set đồ ăn vặt của Trung Quốc đúng không? Chính xác. Còn cái này tiếp tục lại là bánh bông lan à? Anh Tiểu Thúi hình như rất thích ăn bánh bông lan. Chị thì không thích ăn lắm đâu. Chị thích ăn các đồ như là thịt nướng này, rồi cá nướng, sushi, pizza, hamburger, gà rán hơn là bánh bông lan rất nhiều. Để tôi trả lại đây cho anh. Ôi, để em thực hiện thử thách đi mà. Cái này cũng rất là tiện luôn. Nếu mà chị đóng nắp lại như thế này thì sẽ tạo thành một cái bàn. Công nhận ngôi nhà nhỏ này tất cả các thứ ở trong đây đều tiện lợi. Nó làm cho chị liên tưởng đến căn phòng trọ của chị ngày xưa. Khi mà chị lên thành phố học thì chị đã thuê một căn phòng trọ khá là nhỏ. Ở trong đấy thì có rất là nhiều đồ đạc, từ tủ quần áo này đến bàn học, tất cả các thứ đều bé bé như thế này. Chị nhớ ngày xưa quá. Thôi chị không hồi tưởng nữa, bây giờ thì chị sẽ ngồi ăn trước tiên. Được thôi, mới đây mà đã ăn. Chị sẽ cất cái hộp này ra kia, sau đó nằm ngủ. Lại đùa thôi. Tại sao mà chị chỉ nghĩ đến việc ăn thì ngủ thế nhỉ? Thôi, chị sẽ bật đèn thử xem là nó có sáng đẹp không nhá. Bây giờ thì trời còn sáng thì nó chưa đẹp được đâu. Vậy thôi, tắt đi, tí nữa thì mới bật. Nếu mà bây giờ bật thì tí nữa bật không bất ngờ nữa đúng không anh Tiểu Thúi? Chính xác. Nhưng mà bây giờ em phải làm gì đây? Em lại sửa nhà đi. Trời ơi, anh vừa mới làm xong lại sửa. Thôi thì bây giờ anh tạm mưa cho em sửa nhà nhá. Cái này thì chỉ có thể che nắng được mà không che mưa được nhá. Nếu mà mưa vào là hôm nay thử thách của chị rất thất bại ngay lập tức. Cho nên là chị cầu trời cầu Phật cho che nắng. Bây giờ thì chị sẽ ngồi đây và cầu trời cầu Phật thôi. Con cỏ bé bé nó đậu canh tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào, khi đi em hỏi ô ô. Sau một hồi ngồi hát thì lúc này đã là 6 giờ kém rồi các em ạ. Mặc dù trời đã tối nhưng mà nhiệt độ thì vẫn chưa hạ nhiệt. Bây giờ đang là 30 độ. Khá là nóng luôn. Nếu mà không có cái quạt này thì chắc nãy đến giờ chị đã chết nóng rồi. Không biết các bạn nào như chị hay không là rất là thích hát vào quạt. Khi mà chị hát vào quạt thì chị thấy rằng chị hát hay hơn. Mà tối được thì chúng ta cần phải làm gì? Đó chính là nấu ăn. Chị thích nhất là chơi nấu ăn mà. Trước tiên thì chị cần phải đun nước. Sau đó đậy nắp lại và đợi nước sôi. Anh Tiểu Thú thấy chị buồn quá cho nên là đã đưa bạn gấu lên đây chơi cùng với chị. Nhưng mà chị thấy rằng bạn ấy lên đây chỉ chiếm mất chỗ của chị mà thôi. Bây giờ đuổi bạn ấy xuống thì rất là tội nghiệp. Cho nên là tôi cứ để ở đây để làm chỗ dựa cho chị. Chỗ dựa này là theo đúng nghĩa luôn. Nghĩa đen đó là dựa kiểu này, chứ không phải là chỗ dựa tinh thần đâu. Em giấu ngoài đây nha, để chị dựa ra đỡ mỏi lưng nha. Trời lúc này thì đã nhá nhem tối rồi. Nhưng mà nước của chị vẫn chưa sôi. Wow, bốc hơi lên hơi nóng nóng lên này kem. Trong lúc chờ đợi nó sôi thì chị sẽ bật đèn lên cho kem thấy. Đèn bật lên rất là đẹp luôn. Có một cái đèn siêu sáng ở đây nữa. Bây giờ sẽ là đèn nhấp nháy. À không, đèn này là đèn quả bóng. Nó cũng nhấp nháy đấy. Đẹp đúng không em? Sau đó là những cái đèn nhỏ. Các em có thấy đẹp không? Sáng lung linh luôn. Cái này còn nhấp nháy rất đẹp nữa. Không, chế độ này hình như là đó, như thế này thì cho nó đỡ nhức mắt. Khi nào vào buổi tối chị muốn nó lung linh hơn như ngàn vì sao thì chị mới bật cho nó nhấp nháy mà thôi. Chán thật đấy. Hôm nay trời đã nóng lại còn lặng gió. Không có một cơn gió nào thổi qua nãy đến giờ luôn. Làm chị toát hết mồ hôi.
Đồ ăn thì cũng chưa xong nữa, trời nóng này mà ăn mì tôm thì đúng thật là nóng ơi là nóng. Ta-da, sôi rồi. Đợi mãi, đợi từ lúc trời sáng cho đến khi trời tối thì nước mới sôi. Bây giờ thì chị sẽ pha mì ngay, không thể nào chờ đợi thêm được nữa, đói quá rồi. Gói mì này to quá, chắc là chị sẽ phải no đến ngày mai đây. Bởi vì gói mì này nhỏ cho nên là chị sẽ cho ít muối thôi. Ta-da, xong rồi. Bây giờ thì chị sẽ thưởng thức thôi. Xin mời tất cả các em ăn tối. À, ăn mì mini phải bằng đũa mini. Nếu mà có kim chi nữa thì ngon quá. Anh tiểu thú có thể chạy xuống lấy kim chi cho chị Thơm không? Không, đừng có đòi hỏi. Tiểu thú kỳ, đã chuẩn bị mì mà không chuẩn bị kim chi. Ăn mì thì phải như thế này, lấy ra cái nắp, sau đó ăn giống như kiểu là Hàn Quốc vậy. Ngon lắm luôn. Không biết là tại vì chị đói hay là tại vì mì ngon nữa, mà chị thấy chưa bao giờ chị được ăn một tô mì nó ngon như tô mì này. Cũng có thể là tại vì chị đã chờ đợi nó quá là lâu. Cho một miếng xúc xích vào đây. Nỗi khổ của người bị cận thị là khi ăn mì tôm thì kính của mì chị sẽ bị bám hơi nước đầy và không nhìn thấy gì. Như thế này này, phải thổi đi để cho hơi nước bay lên thì chị mới có thể nhìn thấy. Thơm ngon tới giọt cuối cùng. Khi mà chúng ta thực hiện thử thách 24 giờ này thì cũng khá là sướng luôn. Bởi vì ăn xong chỉ cần để ra đây thôi, sẽ có người dọn rửa. Các em biết ai rồi đó. Đó chính là anh Tiểu Hà Thôi. Anh Tiểu Thúi đâu rồi? Rửa chén. Mà chị đang nấu mì thì chị thấy rằng trời tối rất là nhanh, nước chưa sôi mà trời đã nhanh em tối. Còn bây giờ khi mà nấu mì xong rồi, chị phải đợi mãi thì trời mới tối hẳn. Giống như kiểu là khi chúng ta trông chờ một cái gì đó thì chúng ta thấy sẽ rất là lâu, còn khi mà chúng ta đang trong cái thời kỳ đó thì chúng ta lại thấy thời gian trôi qua rất là nhanh. Ngày xưa thì khi mà chị trông chờ hè ấy, chị thấy sao lâu thế mà chưa đến hè. Còn khi mà hè rồi thì chị thấy rằng thời gian trôi qua thật là nhanh. Chắc hẳn là các em đang trong tâm trạng như chị đúng không nào, chờ đợi từng ngày để đến hè. Nhưng mà không biết năm nay có hè hay không. Chị mong rằng vẫn có một vài ngày nghỉ hè để cho các em có thể đi chơi. Còn bây giờ, các em có nghe thấy những âm thanh gì xung quanh nhà anh Tiểu Thúi không? Ở ban công như thế này cũng rất là vui, nhưng mà có một điều mà chị không thích ngoài việc thời tiết nóng nực nữa, đó chính là khá là ồn. Các em có nghe thấy tiếng nào là nhạc xâm sình, rồi có cả tiếng hát nữa không? Không biết có ai giỏi hát thế mà hát nãy đến giờ không thấy khan cổ. Hóa là âm thanh ầm ĩ đó phát ra từ cái quán cà phê kia. Các em có nhìn thấy không? Dàn đèn xanh đỏ đấy, cũng khá là đẹp. Nhưng mà chị nghĩ rằng cái nhà của chị còn đẹp hơn. Nhà của chị có cả đèn nhấp nháy. Chị sẽ bật cho các em xem. Đó, trước tiên thì chúng ta tắt mấy cái này đi. Thấy chưa, các em có thấy nó nhấp nháy không? Wow. Nhấp nháy hơi bị đẹp luôn. Đúng rồi, chị sẽ tự mở quán cà phê ở nhà của chị. Để chị xem anh Tiểu Thứ chuẩn bị những cái gì cho chị nào. Ơ, không có cà phê. Thôi, chị sẽ đun sữa cun lên, giả bộ làm cà phê vậy. Còn chị sẽ bán cả nước ngọt, rồi bán cả bánh nữa. Đúng rồi, ở quán cà phê hay có bánh nữa đấy. Chị thích một ly cà phê nóng, cho nên là chị sẽ phải đun sữa cun lên cho nóng. Này, lúc nãy nhiệt độ là 30 độ, bây giờ là 31 độ. Đáng nhẽ buổi tối thì phải mát hơn chứ nhỉ. Thật là lạ, chắc chim mà chị cảm thấy nóng thế. À, chị sẽ quạt cho cái nhiệt độ này nữa cho nó mát. Chắc là tại vì nó nóng quá cho nên nó mới tăng lên như thế này. Các em thấy chị thông minh không? Quạt một lúc thôi là nó sẽ hạ nhiệt. Ồ, nó càng ngày càng tăng. Ta-da, cà phê đã chín rồi, chị sẽ tắt bếp và nhấc ra luôn.
Cà phê đã chín rồi sao? Thế? Cà phê đã ấm rồi. Ồ, anh tiểu thú nhìn này. Đó, rất là giống cà phê đúng không nào? Đây là cà phê sữa ấm đó, rất là ngon. Thời tiết này mà có một ly cà phê sữa ấm nữa. Thời tiết mát mẻ như thế này mà có một ly cà phê sữa ấm nữa thì đúng là tuyệt vời luôn. Nani. Anh tiểu thú có muốn mua cà phê không? Không, nóng lắm, anh chỉ thích cà phê sữa đá thôi. Thế vậy thì anh đi lấy đá lên đây đi, em cho vào rồi em bán cho anh. Không, bây giờ lấy đá đổi lấy cà phê, đổi không? Không, tự nhiên em ăn mỗi đá không à. Hay là thế này đi, em sẽ bán cho anh tiểu thúi vừa có cả cà phê, vừa có cả tráng miệng. Anh thích ăn bánh nào nào? Bánh này dưới nhà anh đầy. Anh giả bộ mua được không? Anh không có tiền. Không có tiền thì lượn. Đi mua cà phê mà không có tiền. Lượn, vậy thì có khách khác đến mua, không có khách này thì khách khác. À, bà chủ quán ơi, bán cho tôi một ly cà phê. À, cái khách đấy rồi, cái khách đấy rồi. À không, đây. À, bà chủ quán ơi, bán cho tôi một ly cà phê. À, có khách tới rồi, có khách tới rồi. 500 ngàn một ly cà phê mua không? Mua chứ, mua chứ. Giá đấy biểu quá. Đây, bà chủ quán cầm lấy tiền đi. Đúng là khách sộp cái khách. Đấy. Đó là cảnh sát đây. Cảnh sát thì sao? Thuận mua vừa bán. Chị đã vừa bị bắt vì tội bán phá giá. Bán phá giá, đây là ly cà phê vàng nó. Cà phê vàng gì? Tịch thu tăng vật, đưa đây. Tịch thu thì mà tịch thu. Đây này, ông uống đi, cà phê ngon lắm. Ngon không? Wow, cà phê ngon như thế này mà bán giá có 500 ngàn thôi sao? Phải bán 1 triệu. Bây giờ tôi sẽ đưa cho bà 1 triệu luôn nhá. Ôi, ông đúng thật là một người tốt bụng, không phải như nhiều người. Thật là thơm tho, có nhiều người thứ quá kìa, không có chịu mua cà phê của tôi. Đây, 500 ngàn của bà đây. Ôi, cảm ơn ông rất nhiều. Thấy chưa? Điên rồi. Anh tiểu thú đã thấy khách chưa? Khách là phải như vậy chứ không phải khách như anh đâu. Ông ơi, ông có muốn ăn đồ tráng miệng không? Không, cà phê ngon quá cho nên là tôi ăn mỗi cà phê được rồi. Thấy chưa? Cái bánh dở ẹt của nhà ai á? Sai rồi, cà phê ăn thì tráng miệng phải uống. Ông heo cho nên là ông ấy nói hơi bị ngấn ngẩn một chút xíu. Nhưng mà không sao, ngon là được. Ủa tại sao ông lại không uống hết vậy? Ngon quá cho nên là tôi uống một tí thôi, tôi để dành cho bà. Thằng ơi, ông đúng là tốt bụng, vậy thì tôi sẽ uống không cách xá thôi nhá. À, đã quá. Công nhận không biết cà phê ai pha mà lại có vị của cacao thế nhỉ? Ngồi uống cà phê ở một góc có view đẹp như thế này đúng là tuyệt vời. À, chưa bao giờ mà thấy một cái quán cà phê nào lý tưởng như quán cà phê của mình cả. Uống hai hơi một phát, hết luôn ly cà phê. Bây giờ thì mình sẽ ăn bánh. Bánh nào cũng ngon hết. Wow, bánh này lớn thì phải dành để ăn sáng. Buổi tối thì chúng ta nên ăn ít thôi. Bánh này đây. Bánh này có vẻ là ngon đây. Không biết là bánh gì. Giống bánh trắng trộn quá. Đây là đồ ăn vặt Trung Quốc thì phải. Ăn cũng khá là ngon, có cả mùi mè nữa. Nhưng mà cay quá. Mình sẽ ăn món khác vậy. Ăn cái này đi, cái này cũng có vẻ là ngon. Wow, đúng vị sô cô la mà mình yêu thích. Yeah. Bên trong này mình như có cả bánh xốp thì bạn. Không phải, bên trong là hạnh nhân. Ngon quá. Không nhận cái quán cà phê này bánh gì cũng ngon. Sau khi ăn uống no nê thì cũng như thường lệ chị sẽ đi ngủ thôi. Bởi vì thức thì cũng chẳng biết làm gì nữa. Nhưng mà trước khi đi ngủ thì chị sẽ đắp mặt. Kem có thấy đáng sợ không? Còn bây giờ thì chị phải đi ngủ đây. Hẹn gặp lại Kem vào sáng ngày mai. À, giới thiệu với Kem, đây chính là cái gối massage. Công dụng của nó là để massage cổ. Ngoài ra ở đây nó còn có hai cái loa này để chúng ta có thể nghe nhạc này. Khá là xịn sò đúng không nào? Còn chị thì sẽ ngủ theo kiểu này.
Bye bye các em. Là 11 giờ kém chị mới thực hiện thử thách được khoảng hơn 10 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà trời mưa càng lúc càng to và không có dấu hiệu dừng lại. Các em có thể nhìn thấy ngoài kia kìa. Ngoài ra ở giữa cái nền này nước đã hắt vào đến tận đây rồi. Chứng tỏ là mái nhà của chị đang bị ướt. Chị có nên tiếp tục thực hiện thử thách này không ta? Chị, chỗ này lâu lâu cũng có những giọt nước này. Vậy thì chắc chắn là nước đã bị rỉ xuống đây. Thôi, chị cần phải vào nhà gấp đây. Thử thách của chị đến đây là kết thúc bởi vì chị còn rất là nhiều đồ đạc. Nếu mà chị cứ tiếp tục ở lại đây thì chắc chắn là những cái bóng điện này nó sẽ hư mất. Video của chị đến đây là kết thúc. Nếu như game thích này hãy cho chị một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sao? Thôi nhà thôi anh chịu thôi. Nhanh.